Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi ra, ngoài ở ven đường nè mọi người. Mình sẽ hái hoa bồ công anh, hoa với lá của nó. Ở đây nhiều dữ lắm mọi người, nè, quá trời luôn á. Hoa đó bữa nay là tháng 5 rồi, mùa xuân rồi nên là hoa nó nở rất là nhiều, khắp mọi nơi luôn, ở dọc đường đi là đầy luôn. Mà không có ở đây, người Mỹ họ không có đi hái mọi người. Có chắc mình Việt Nam mình đi hái rồi. Nè mọi người nè, nhìn quay quá trời, honey, yeah. Thấy không? Cái này là dọc đường đó mọi người. Dọc đường là chỗ nào cũng vậy luôn á. Trải dài vàng khè hết trơn luôn. Nơi nào cũng có hết trơn á. Đẹp dữ lắm mọi người. Nhìn hoa nè. Hoa nó bự vậy đó. Mấy chỗ này thì nó cũng không được tốt lắm, ở đằng kia tốt kìa. Chỗ này thì không được tốt lắm, nhưng mà thôi kệ, hái đại chỗ này đi. Nhìn chỗ này nó cũng sạch sẽ. Ok, xin mời mọi người cùng theo dõi mình hái hoa bồ công anh nha mọi người. Là về để mình làm trà nè, với lại cái lá thì mình có thể mình luộc, mình xào, mình ăn cũng được. Mọi người cũng biết là cái công dụng của hoa bồ công anh rất là tốt cho sức khỏe ha. Nên là mình phải hái để mình phơi khô, mình về mình sấy khô á, mình để dành mình làm chế như trà uống nha mọi người. Giống như ở Việt Nam thì họ sẽ trồng vô trong những cái nhà kính, còn ở đây thì nó mọc tùm lum hết trơn á. Ở khu này nhiều dữ lắm, nơi nào cũng có hết trơn á. Dọc đường đi là quá trời luôn, mà họ chuẩn bị ít bữa nữa là họ đi cắt cỏ, cái máy cắt cỏ là họ cắt nó bỏ nó hết năm rồi. Mình thấy tiếc dễ sợ luôn, mình đâu có biết đâu, mình tưởng để về cho nó đẹp, ai về bữa sau ra thấy toàn là người ta cắt cỏ, người ta dẹp đường á. Nên là tranh thủ ra hái bữa nay trời nắng đẹp nè, nắng đẹp là nó nở dữ lắm, nở vàng luôn hết trơn ạ. Xin mời mọi người cùng theo dõi video clip của mình và đăng ký kênh giúp Trinh cuộc sống Mỹ nha mọi người. Đừng quên like, chia sẻ clip và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, mọi người thấy không? Ở cái khu này dọc đường đi là nó vậy đó mọi người. Nó nhiều dữ lắm luôn. Bữa nay là nắng lên tầm 2 tuần là nó bắt đầu nó nở vàng, nở hoa vàng rực luôn á. Nhìn đẹp quá à. Mọi người thấy hai bên đường nè, ở chỗ nào nó cũng vậy luôn á. Nhiều dữ lắm. Nè, bông hoa bự không mà. Nhìn lạ lắm. Wow, nhìn thấy mê lắm mọi người ơi. Nè, nhìn cái lá ở trong này nè. Đây cái lá này lá non mướt à. Cái lá này luộc ăn ngon dữ lắm. Nè, cái lá này luộc ăn ngon lắm. Mình đào sâu xuống dưới thì mình lấy được cái cọng của nó, cái rễ của nó. Mọi người thấy không? Đây rau mỏ đề nè. Thấy có rau mỏ đề nè mọi người. Đó, bữa nay nó mọc lên nè. Rau mỏ đề hoang nè. Nhiều dữ lắm. Nhìn thấy mê lắm mọi người ơi. Mọi người biết rồi đó, cái hoa bồ công anh này nè, nó rất là tốt cho sức khỏe nha. Nhiều công dụng dữ lắm. Ở Việt Nam mình á thì người ta trồng ở trong nhà kính rồi này kia mới có được rau ngon, mới có được cái cây hoa bồ công anh nó ngon. Bảo quản kỹ lắm. Còn ở đây nó mọc đầy hết trơn á, không ai đụng tới. Mình thấy nó cũng có chiết xuất, nó bán ở vô trong cái chai lọ mọi người. Mọi người thấy nó nở như hoa cúc rồi mọi người ha. Vàng nhìn đẹp quá à. Hoa của nó quá đẹp luôn á. Nay chắc cũng gần tàn rồi nè. Nó có một số hoa cây, cái này gần tàn rồi nè. Wow, nó bự nè. Mọi người thấy không, nó bự ghê không. Nhìn đẹp quá à. Ít bữa nó tàn mình lấy hột, mình lấy giống. Đẹp dễ sợ chưa, giống như hoa cúc đồng tiền của mình à. Cái này nó mọc ở trong chỗ này nó quá trời tốt luôn. Nhìn đẹp quá ha. Thích ghê luôn, gì đó giống như hoa cúc mà. Y như hoa cúc đồng tiền vậy.
ngày nữa mình lại mình đào cái rễ này mọi người, cái rễ này cũng tốt lắm, rễ này cực kỳ tốt luôn. Cái lá là tốt hơn là cái lá rau bí nịch nữa mọi người. Xào thịt bò à, làm gỏi đồ ăn ngon dữ lắm. Nó hơi cái mùi vị của nó hơi đắng đắng á, nhưng mà ăn rất là ngon, mát gan giải độc lắm nha, giảm cân nữa, chống lão hóa nữa. Cái này hai loại mọi người, hai loại bồ công anh lận. Cái loại này loại cái lá nó răng cưa nè, cái loại này cái lá thẳng nè, cái lá nó mịn bưng nè. Nó không biết sao hai loại khác nhau không biết nữa, bây giờ tìm hiểu thêm coi. Cái mũ nó cũng ra nhiều lắm, mũ nó ra nhiều lắm mọi người. Và cái cọng này mình xào thịt bò ăn ngon lắm. Cái bông thì mình làm ấy, mình làm trà. Action. Thành quả của mình đây mọi người, được rổ này đây, nhiêu đây cũng được rồi. Để hái lần lần, hái về nhiều quá mình làm chưa kịp, cái nó héo uổng, nó héo đi uổng. Mà sợ hái trễ thì người ta sẽ tới, người ta sẽ cắt nó xuống mất uổng, cũng uổng nữa. Đó, nhìn đã không? Lá nó về xào đã lắm. Còn cái cọng này là về xào thịt bò ăn ngon lắm. Đó, nguyên một rổ này mọi người. Đó, nhìn đã không? Ok, thép đi chứ. Okay. Ok, video clip của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo. Đừng quên like, chia sẻ clip và đăng ký kênh giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có nhiều thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.